đi cả ngàn mai tới đây coi con bay xịn. Nó kìa, bay xịn nè, bay xịn nè, quá bự luôn. Ủa trời, con này bự hơn con nãy nhiều đó. Trời, con này bự quá, wow, quá bự luôn. Cái khói với cái hộ bay lên rồi, nghe cái mùi như là mùi trong cái nồi cơm á. Ủa trong cái nước này nó có cái con bé này nè, một cá tỷ con hả? Dữ mọi người ơi, quá dữ luôn, quá dữ luôn. Xin chào mọi người, hiện tại là gia đình của Bằng đang ở trên phố đi bộ ở trong West Yellowstone mọi người. Đây là cái thị trấn nhỏ trước khi mà mình vô trong Yellowstone á. Ở đây có một cái thị trấn nha mọi người, ban đêm rất là vui nha, giống như kiểu chợ đêm nha mọi người. Hai bên đường luôn buôn bán tấp nập lắm nha. Và Bằng mới vừa đậu xe ở đây thôi, ở đây đậu xe miễn phí mọi người, nên là mình sẽ đi bộ thả dọc đây và kiếm đồ ăn ăn. Không, chưa gì hết nó thấy kem rồi. Coi chừng nó đòi ăn kem. Ăn kem xong là nó nghỉ ăn gì luôn mọi người, nên là bây giờ phải đưa nó đi ăn ăn gì trước rồi mua kem ăn sau. Dạ. Wow, quá trời đá luôn. Bỏ lại cứ đứa bác, ok. Nhìn xong rồi bỏ lại con nha. Quá trời đá luôn. Con đá luôn. Cái này nãy mình đứng ngoài mình nhìn thấy nè. Cái cục đá này nó cũng thắng cái cây đá nữa. Cái này gần 100 đồng. Cái miếng này là coi như là 50 của mọi người. Còn 250. Củ đá này đá thiệt hết á. Màu lạ hết. Đọc ra, em. Ủa, yeah. Em nghĩ cái tiệm này không phải là của người Việt. À. Mà để 200 tiếng hơn mà. Để tiếng gì? Hoa với tiếng Hoa. Bây giờ mình tiếp tục đi tiếp mọi người. Nói chung là cái tiệm đá hồi nãy bán mấy cái đồ cũng bình thường thôi, chỉ có mấy cục đá là thấy nó hơi đặc biệt á, mà mắc á nha. Ok. Kem mới là kem nè, kem này mới ngon ngon hơn kem. Kem không? Hai cái hiệu của nó mà. Kem này ngon mà. Từ từ đó. Đi hoài mà. Ok. Rồi, mua cho nó đi. Bây giờ chưa hết là phải gần mua kem đó rồi mọi người. Hagen Dazs luôn. Hả? Con gái chọn là ngon nhất hả? This one. The white chocolate. Do you want this or the one? This one, okay? This one is for Jane. This one for Jane too. Like an ID? Yeah. Can I get a mini? Yes. Hold on, hold on. Mấy tiệm người Hoa không mọi người? Nguyên cái dãy này, cái bán kem người Hoa mọi người. Hai cái tiệm bán đồ ăn trước kia cũng có người Hoa luôn á. Em múc cho em nè. Ok. Ân chê chê anh. Chưa cho đón đi nè. Từ từ, đợi tới lượt chay. Chay, chay, đợi tới lượt của chay đi. Thank you.
chào mọi người, hiện tại là Bằng đang đứng trước cái cửa ra vô của vườn quốc gia Yellowstone mọi người. Đây là cửa phía tây nha mọi người. Phía sau lưng của Bằng đây là tấm bảng để ghi là Yellowstone National Park mọi người. Hả? Sao vậy con? Con gì? Con kiến. Con kiến hả? Dạ. Con kiến đâu có đây ân. Bây giờ mình vô mình chụp hình trước đã. Này, bây giờ là gia đình của Bằng sẽ lại để chụp hình với cái bảng này mọi người. Lái xe gần cả ngàn mai mới tới đây mọi người. Bây giờ là cuối tháng 7 mà nhiệt độ đây là 65 độ. Lạnh đó nha mọi người. Nhưng mà hôm nay không có gió. Bây giờ thì Bằng sẽ vô để chụp hình. Đây mọi người. Qua đây không? Wow. Chụp ở đây xong thì Bằng sẽ đi vô trong để quay cho mọi người coi nha. Theo thông tin thì tháng này là tháng mà Bison nó sẽ xuống đi tìm bạn tình đó mọi người. Ống nhòm thì mới thấy được hả? Giờ là chắc nó nằm ở trong rừng hả? Thế hả? Đâu anh thấy nhiều cái video nó quay Bison nó đi ra tới ngoài đường luôn. Không thấy con nào mọi người, chắc chút xíu phải đi tìm thêm quá. Đâu? Ờ con mắt của mình sao mà nhìn thấy được. Nhìn thấy có một cái gì đen đen trong đó nhưng mà không có ống dòm nên là không biết có phải con Bison không. Khung cảnh quá đẹp mọi người. Thời tiết mát quá ha. Yeah, sometimes there's buffalo, but buffalo don't usually come to the water much. They're grazers. Oh. They'll come and drink and then go back to pastures. Oh. They're a grass eater. Yeah. So you need these to look like elk. Something like microscope. This is elk, I think, out here. Oh. I don't have anything to zoom with, but if yeah, I think you need something to zoom it out. So yeah, you can I forgot it. My binoculars. Just see the dots are black dots right there. I just assume that's it. But we'll see. We wait. Không thấy rồi, chắc mình đi tiếp thôi. Ừ. Sometime thôi đúng không? Em nói ủa có nhiều người YouTube họ ra họ quay thấy nhưng mà rất là thỉnh, rất là hiếm khi, nhưng mà thường thường nó sẽ không bao giờ nó ra tới ngoài này mình thấy. Ừ. Cho nên mình phải có cái ống nhòm mình zoom mình coi thì mình mới thấy. Có gì mà trong video mình coi có nhiều cái đoạn nó tăng ngoài đường đúng không em? Nó đi ngang ngoài đường luôn. Yeah. So, họ phải mang theo ống nhòm để họ nhìn á. Đúng rồi, mình không có kinh nghiệm. Ok thôi mình đi tiếp then đi. Ok. Thôi phải đi tiếp thôi mọi người. Ở đây không có rồi, hy vọng chút xíu trên đường mình sẽ gặp nó. Dù là mình đã tới được cái nơi mà có nhiều bison nhất ở nước Mỹ rồi mọi người, nhưng mà cũng không dễ thấy được đó nha mọi người. Từ nãy giờ là đi mấy nơi mà thường xuyên xuất hiện bison nhất là theo như mà thông tin họ cung cấp đó. Và đến đây thì hỏi người ta luôn. Và mình cũng đi, mình nhìn cũng không thấy con bison rồi nha mọi người. Hai ngày tới đây, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy. Tuy là mình biết rằng cái chỗ này là nhiều bison nhất ở Mỹ đó, nhưng mà không chắc là có thể thấy được mọi người. Nên là có một điều là nếu mà mọi người chưa được nhìn thấy con bison đừng có buồn. Không phải ai cũng được thấy đâu. Dù là có lên tới đây dần nữa cũng chưa thấy con bison. Bây giờ Bằng sẽ tiếp tục đi tìm nữa mọi người. Hy vọng là trên đường đi mình sẽ nhìn thấy. Cái gì lên đây chứ mong được nhìn con bison một lần thôi. Mà không được nhìn nữa, thiệt tình luôn. Bây giờ là Bằng sẽ đi qua bên cái mấy cái hồ nước nhỏ mà nó có khói mọi người. Giống như là cái mạch nước ngầm mà nước nóng á, nó phun khói lên. Bây giờ Bằng sẽ đi qua đó, nó là Five Hole Lake mọi người. Sao con? Giờ bison nó từ từ, mình đang đi tìm bison. Bây giờ nó không có ra đấy gì con coi, con phải chờ nó ra chứ. Nó chưa vừa qua, nó chưa vừa qua. Con chờ lâu lắm hả? Bison nó đi ngủ em ơi. Giờ bison nó đang ngủ, lát nữa nó dậy rồi nó đi ra ngoài nó chơi rồi mình thấy nha. Ok, chuẩn bị coi nè, qua chỗ khác kiếm nè. Mình đi chỗ khác mình kiếm bison. Ok, tí nữa con thấy bison nè, yên tâm nha. Yên tâm nha. Ông, đẹp quá con. Trời ơi, nước màu kìa, đủ thứ màu kìa, rainbow. Hey, it's just a rainbow. Pin pot. Đây là một trong ba cái mà có
Đây là cái hồ nước đầu tiên ở trong Yellowstone mà gia đình của Bằng sẽ ngừng lại để quay phim và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Phía sau lưng nè mọi người, thấy nó rồi nhưng mà không vô được mọi người, bởi vì xe đông quá. Bây giờ đang đợi ship hàng để vô kiếm chỗ đậu mọi người. Con quen heo cho ba con hả? Hello, hello, heo 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 heo. Ở đây nó có một cái đường bằng gỗ mọi người, một cái thềm bằng gỗ để cho mình đi bộ vô trong mấy cái hồ nước đang bốc khói trong á. Nhưng mà trước khi vô phải đậu xe mọi người. Ở đây họ cho mình lái xe private vô. Đó, mọi người thấy không, trước đông quá trời đông luôn nè. Bây giờ đang đợi thứ tự để kiếm parking để đậu. Đi gần cả ngàn mai tới đây. Trời ơi, háo hức quá, háo hức quá. Háo hức quá, háo hức quá. À, nó ghi này không, nước nóng không? Wow, du. Nè, nhìn qua hồ này ăn. Nước đang gần, sôi. Nước nóng luôn á. Nó sôi hay nó sôi rõ ràng ha? Nước đang sôi đó. Nước nó sôi kìa đó, trời. Nó sôi không? Bốc khói luôn. Bên đây có cái hồ nè. Mình đi hồ bự trước đi, lên hồ bự luôn đi. Ok. Nước sôi kìa, nước sôi kìa. Wow, đẹp quá mọi người. Nè, trời ơi. Quá trời đẹp mọi người ơi. Quá trời đẹp mọi người ơi. Đây. Đây, quá đẹp luôn. Không phải chỗ nào cũng bơi được con. Nước sôi. Nước sôi mà tao bơi. Bơi nó trời lắm, bơi giống như nước bơi ba. Không, nước đâu cũng bơi được đâu nha Ân. Bơi nó trời lắm. Nó có màu xanh dương ha. Bây giờ là Bằng đang đứng ngay cái hướng gió mọi người. Cái khói với cái hồ bay lên mọi người. Nghe cái mùi như là mùi trong cái nồi cơm á. Nghe cái mùi như trong cái mùi trong cái nồi cơm mà nó vừa mới chín, nó mở nắp ra nó bay cái mùi như mùi cơm, mùi mà nước cơm mọi người. Cái mùi kỳ kỳ nha. Đây này đó mọi người, thấy không, khói bay nè. Nóng lắm nha mọi người. Nóng. Đúng rồi, giống mùi luộc trứng nha, nồi cơm ấy ha. Nó giống nha. Còn quá trời đẹp mọi người. Trời đẹp quá trời đẹp luôn. Đứng đây là nghe cái tiếng kêu mọi người. Bụp mọi người. Y như là nước mình nấu nước mà nó sôi vậy đó. Nghe bụp luôn. Quá dữ. Đúng là cái cảnh người ta nói đúng mọi người, đi vô trong đây như là bước vô cái thế giới khác đó. Nhưng nhìn giống như đang trên sao Hỏa mọi người. Nó không còn giống như gì là mình tưởng tượng trên mặt đất này nữa. Bên đây nữa. Trời nó rộng lắm mọi người. Nó còn nguyên cái khu rộng nha. Còn nguyên khu rất là rộng luôn nha. Ồ, còn đây là khói thôi. Em. Ở đây chỉ có khói thôi à. Ở chỗ này chỉ có khói thôi, không có nước luôn, không có bùn luôn. Cái này chỉ có khói thôi mọi người. Ở đây có khói thôi à. Khói thổi lên kìa. Hai cái lỗ ha. Hai cái lỗ khói không. Nước bắn kìa trời. Nước bắn mọi người. Nước nó đang bắn lên mọi người. Ôi, nó bắn lên cao chắc cỡ 2 mét mọi người. Đứng đây mình nhìn thấy nước bắn kìa. Nhưng bây giờ Bằng sẽ đi xuống gần nó luôn để quay cho mọi người coi nha. Thì người ta đang làm gì đó. Something stuck to your handle, you just moved one mate. Là gấp đá mọi người. Đá. Yeah, so that was going about as high as it usually will. Gấp rác mọi người. Nhân viên họ vô gấp rác. Đây. Ở đây nước phẳng bắn kìa, trời ghê không? Nước phun lên mọi người. Ui cha. Con thấy nước phun lên không ạ? Yeah. Có thấy không? Nó phun lên được ba. Ở dưới nước nó bị sôi á con. Mặt nước ngầm với nước nóng nó bị sôi, nó bắn lên phun ra khỏi mặt đất. Đó. Right here. Ah, thank you. Yeah, I didn't even see that one. Appreciate it. It's like vinyl caps. Look at that. Thank you very much.
Nhân viên ở đây hơi lụm rác mọi người. Có rác nó rớt xuống đây nè. Hơi lụm. Coi như là cái này là sống rồi. Giờ mình vòng xuống đường này rồi mình ra xe mình đi tiếp thôi á. Hả? Sao? Mình bỏ quá mình hơi đi sau nó vui mình đùa chú không ba. Đúng rồi, không có được bỏ rác xuống đây con. Ở đây là công viên quốc gia, không được bỏ rác ở đây. Không? Anh thầy bỏ cho trash can chú không ba. Đúng rồi. Mình sẽ bỏ trong trash can đúng rồi đúng không? Thầy ba. Đúng rồi. Mình thấy cái trash can mình hỏi bỏ luôn ba. Đúng rồi con. Bây giờ đi qua cụm hồ thứ hai mọi người. Xin chào mọi người, bây giờ là gia đình của Bằng sẽ đi lên cái nơi mà được mong đợi nhất trong chuyến đi Yellowstone này mọi người. Phía sau lưng Bằng nè, đây là cái hồ đẹp nhất và cái hồ gọi là đáng xem nhất trong chuyến đi này. Ở trên đó mọi người, đang có rất là nhiều người đang đi lên đó. Bây giờ gia đình của Bằng cũng sẽ đi lên đó nha mọi người. Đây, go. Nước trên đó đổ xuống nguyên cái thác luôn à. Đổ xuống và tạo thành nguyên cái thác luôn không? Cái nước này là nước sông ha. Nước kia là cái nước ở trong cái lòng đất đi ra, có thể nó không có... Nhưng mà nước từ trong lòng đất nó chảy xuống cái sông hả? À, nhưng mà đây người ta không có xuống bơi em ơi. Không xuống kìa. Đâu có bơi được. Tại nhiều người xuống rồi. Ê, xuống hả? Vô. Thời tiết rất là mát nha mọi người. Cái này là nước ở trên cái hồ nó đổ xuống nha mọi người. Nó đổ xuống thành cái thác nè, rồi nó đổ xuống con sông luôn mọi người. Đó. Ở đây là màu của cái nước này nó làm nhộm cái màu của miếng đất luôn mọi người. Nhìn thấy nó có đủ màu luôn nha. Wow. Quá trời đẹp mọi người ơi, quá vĩ đại luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên trên gần hơn nha. Giờ lên trên đó luôn nè. Nghe hơi nóng hả? Hơi nóng. Lên đi, tiếp tục con. Trời ơi, trắng xó luôn, không thấy gì luôn rồi. Khói quá chứ khói. Sao thấy gì ta? Khói quá vậy? Nhà này rộng lắm nha. Thì mình sẽ đi một vòng đi nè. Ở trên kia màu đỏ kìa. Khói màu đỏ màu xanh thấy không? Nha. Em nhìn thấy không? Khói màu đỏ màu xanh không? Màu trắng nè. Khói này màu trắng. Xanh nè. Yeah. Cái chỗ này là mình sẽ đi một chiều nha mọi người. Mình sẽ quẹo trái nè. Là dòng cái hồ này. Bây giờ tới đây thì nhìn thấy rõ hơn nè. Tại vì chắc là đeo khói nó bay qua hướng. Đứng đây nghe nóng ghê luôn. Như đang sống hơi vậy. Wow, now you can see. Okay, keep. Yeah. Mọi người. Nói chung có một cái hồ mọi người mà có hai màu mọi người. Ở dưới kia nó màu vàng. Ở dưới kia kìa, dưới kia nó màu vàng mọi người. Dưới kia nó màu vàng. Tự nhiên lên đây nó chuyển ra màu xanh dương mọi người. Nhưng mà đặc biệt hơn mọi người, đặc biệt hơn sau lưng bằng này mọi người thấy nè. Ở trên kia khối nó có màu luôn rồi. Nước có màu này, khói cũng có màu nữa nha. Bây giờ mình lên cho đó, bây giờ đi thẳng đó ha. Đi tiếp nè, go on. Okay, go, go. Lên đâu. Có chừng rớt nha. Đeo vô. Đeo lên. Hello chị đi, cầm cái nón rớt nón nha chị. Go. Đẹp quá. Thật mẹ. Mọi người con thấy đẹp không? Dạ. Màu gì vậy con? Mộc lưu hả? Yeah, con thấy mộc lưu đúng không? Đây đi. Hả? Blue.
Bây giờ là mình sẽ đi đến cái nơi mà mong đợi nhất trong chuyến đi này mọi người. Phía trước bạn này mọi người, hồ bảy màu mọi người. Đứng đây thôi là mình nhìn đã thấy khối nó đã đủ màu mọi người. Có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu cam tùm lum mọi người. Đây là cái nơi mà nổi tiếng nhất của cái Yellowstone này mọi người. Nghĩa là hầu như tất cả du khách tới đây đều muốn đến cái chỗ này hết để chụp tấm hình. Bây giờ là mình đang đến mọi người. Giờ sẽ quay cho mọi người coi trực tiếp luôn nha. Quá đẹp luôn rồi. Đứng đây là thấy khối nó bay đủ màu rồi đó, chứ đừng nó tới gần. Khói hết đủ màu luôn ha. Quá thì hay luôn. Wow, xanh nè. Did you see the rainbow con? Con thấy đủ màu không? Yeah. Blue, green, yellow. Yeah. Khói bay đủ màu mọi người. Bảy màu luôn. Okay. Vậy thì không biết là màu do nước hay là màu do đất nha. Nếu mà màu do đất thì đâu có khói bay màu gì được ta. Chắc tí mình phải đi bộ lên trên đỉnh núi rồi. Lên đỉnh núi chụp xuống mới đẹp. Ở đây là sát ở dưới mặt nữa, mặt hồ nên là mình nhìn không có rõ được hết toàn bộ cái hồ. Phải đứng từ trên đó đó mọi người. Nhìn xuống mới thấy được cái hồ. Có màu yellow, orange, brown color and circling the hot spring. Yeah, nó có đủ màu trong đây. Và trong cái nước này nó có hàng tỷ cái con vi khuẩn mọi người. Bằng cũng không hiểu hết đại khái mấy cái từ khoa học là gì, nhưng nó cho anh biết là nó có cả tỷ con vi khuẩn ở đây nè. Và cái mấy con vi khuẩn nó làm được cái màu này đó. Đứng ở chỗ này là rất là nóng luôn mọi người. Bằng tưởng là giống bên kia, nhưng mà không có nào đứng nào nóng hơn bên kia nhiều lắm á. Nước ở đây còn nó sôi hơn bên kia nhiều. Nó đang phải đẩy đi nè, nguy hiểm lắm không? Nhớ lắm. Con lọt xuống đây không được đâu á. Dưới này có nhiều con vi khuẩn lắm đó nha. Chào mọi người, hiện tại là Bằng đang ở trong cái Visitor Center ở gần cái Faithful mọi người. Là cái chỗ mà cái lỗ phun nước mấy chục mét mọi người. Và 90 phút thì nó phun một lần. Bây giờ thì Bằng có vô hỏi thì người ta nói là khoảng còn 40 phút nữa là nó phun. Nên là gia đình của Bằng giờ sẽ ngừng ở đây để ăn trưa luôn. Vừa ăn trưa, vừa đợi nước phun để quay. Thế thì còn khoảng 40 phút là nó quay, nó phun rồi. Mình nó tranh thủ mình kiếm chỗ ngồi trước để mình còn đợi coi nó phun. Nhưng mà chút xíu là vô không có bật kinh để đậu mọi người. Cái chỗ phun nước nằm trước á. Giờ ngồi ở đây, nhìn lên. Đợi 40 phút nữa. Đó, thấy cái view mọi người, quá đã ha. Còn bên đây là cái lodge nè mọi người, chỗ bán đồ ăn và cái chỗ nhà nghỉ luôn á. Bắc Kinh thì đậu đây. Ok, bây giờ mình ngồi đây ha. Anh đừng có bỏ anh bàn dơ con. Anh tìm được cái bịch ly. Có ly ở trong này mà. Có hả? Ok, lấy đá uống nước á. Anh có ly, anh coi thử trong đó có chồng ly trong đó. Ngồi ăn giữa cái cảnh quá hữu tình mọi người. Sao? Ừ. Nè ăn gì vậy con? Ăn green bean. Green bean. Con cơm không? Chị ăn gì vậy? Ngon. Rồi cầm ăn. Con đâu vậy? Không có lạnh. Chị ăn tôm không? Thì cho ăn cho lì đi. Hay cho ăn chip, cho muốn ăn chip không? Ăn bánh mì nha. Ăn hả? Cho ăn chip không? No. Cái này không? Bơ. Dạ. Chung là nãy giờ đợi hoài mà không vô phun mọi người. Tức lắm rồi. Nói 40 phút mà đợi nãy giờ không biết là bao nhiêu phút, chắc cũng phải 30 phút rồi đó. Đợi hoài trời quá trời đông, quay cho mọi người coi nè. Đây có người đó mọi người. Từ hôm nay nha. Từ bên trong kia luôn kìa. À, nguyên cái vòng tròn luôn mọi người. Người ta đứng nguyên cái vòng tròn luôn nha. Vòng ở đây luôn. Vòng tới đây luôn. Và sau lưng người đó nè. Quá trời đông luôn. Đây là Bằng quyết định Bằng đi lại gần luôn. Quay cho mọi người coi.
đứng nguyên cái vòng tròn xung quanh này luôn nha. Chứ không phải phiên bên đây không. Phía bên đây cũng có người nữa. Nhưng mà sao tôi đứng gần dữ ta? Là muốn coi cái nước này dưới hay sao đó. Tại vì bằng ở xa lắm nha. Nhà bằng ngồi lúc kia kìa. Thôi chắc bằng đi ra ngoài kia đi mọi người. Ngồi đây lẻ loi quá. Come on. Ông có nhìn nào con? Come on. Woo! Lên. Wow. Quá dữ mọi người. Woo! Quá dữ mọi người ơi, quá dữ luôn. Yeah. Wow, cao chứ gì? Woo. Ồ, bên đó chắc ướt hết rồi. quá dữ luôn. Cao ghê ha. Lên. Wow. Bây giờ là bằng đang ở trong cái West Home mọi người. Ở đây có mấy cái hồ nước, nó có cái màu xanh ngọc, nó khác với ngoài kia. Nhưng mà ở đây nó cũng không có khói, cũng không có nước sôi giống như ngoài kia nha. Nó chỉ có cái màu nước giống màu xanh ngọc thôi mọi người. Này, bây giờ đứng lại gần thôi cho mọi người coi nè. Nó không có khói hả? Có không? Không có sôi. Có khói. Không có sôi giống ngoài kia thôi. Đây mọi người. Nước màu xanh ngọc bích. Hồ này màu xanh ngọc bích ha. Màu xanh ngọc á, đẹp lắm á. Màu này đẹp lắm á. Xa kia lại là nguyên cái hồ nước ngọt bự luôn kìa. Hấp nước sâu lắm luôn nha. Đi tiếp xuống đây nè. Nước đó không bơi rồi chúng ta. Không nói gì? Nước đó không bơi rồi chúng ta. Không nói không? Nước đây thì đi mới bơi rồi chúng ta. Nước nhìn rồi chúng ta. Đúng rồi. Ở đây mới là cái điều đặc biệt nè mọi người. Ở đây là cái Yellowstone Lake mọi người. Hồ nước ngọt, nước rất là lạnh nha. Cách có cây cầu thôi. Đây cái chỗ bằng đang đứng là cách cây cầu. Ở đây có một cái hố nước rất là nóng, đang bốc khói. Không biết không? Hai đằng nằm giáp nhau. Bên nước nóng còn bên nước lạnh. Không tin được luôn nha. Rất là đặc biệt nha mọi người. Cái điều này chỉ có Yellowstone. Ở những nơi khác là coi như là không có cái chuyện này luôn á. Một bên là nước lạnh, hồ nước ngọt rất là bự luôn nha. Bên đây là nước đang nóng bốc khói. Xét bên luôn. Cách thì có cây cầu à. Quá khủng khiếp luôn. Nhưng mà theo như bạn thấy thì cái hồ nhỏ này là cái nơi đưa nước xuống nè mọi người. Nè, nó có cái đường để dẫn nước xuống nè. Đó, nước ở đây sôi bột luôn rồi. Đó. Nước nó sôi một nè. Nó chảy xuống đây. Đổ xuống cái hồ luôn. Con thấy nước sôi không? Nhìn chi luôn ba. Nước sôi. Dạ sao nó lại sôi ba? À dưới nó nóng rồi. Nước sôi một bột luôn. Dưới bên kia bốc khói luôn. Nước sôi một bốc khói luôn kìa. Mấy cái lỗ nó khói lên đó trời kìa. Dạ ở đây nữa nè. Cho bên kia bên kia. Ở đây cũng đang sôi lên luôn nè. Bốc khói sôi luôn hết. Nè, đó. Ở đây nè, đây em nhìn thấy rõ không nè. Bốc khói sôi luôn. Nè, thấy sôi không? Bốc khói luôn kìa. Nhìn kia nữa kìa. Sau một thời gian chắc nó thành cái lớn á. Nó từ từ nó bị lở rồi ha. Sau một thời gian chỗ này phải... Đó, xong đổ ở đây nè. Chạy qua đây xuống hồ này. Bởi vậy bước xuống nó sụp. Đi theo con nè. Nên ta cảnh báo đó. Ta đâu biết là chỗ nào có cái lỗ rồi phải không? Ở đây là người ta cảnh báo mình nè. Đừng có bước xuống thì nó lún xuống mọi người. Đâu biết chỗ nào có cái lỗ đâu. Ồ, ở đây có con rái cá hả? Dạ. Dạ. Đi qua chỗ gì chứ chó ra. Ở đây có con rái cá. Chỗ gì chứ người ra. Chỗ gì chứ người ra. Nó gì sợ chị luôn ba.
Ồ, nó cháy to ra. Ồ, em, cái này là cái miệng núi lửa em. Đây, cái hồ này là cái miệng núi lửa. Ở dưới này nó còn lớp magma nè. Nó làm cái nước sôi. Nóng á. Vậy thì cái nước biển này nó nóng hay là nó lạnh? Nước này nó lạnh. Cái này nó nóng. Con. Grace. Tại vì cái này nằm trên mặt nước rồi. Này nằm trên mặt đất rồi nó phải lạnh. Mà nó đã 125.000 năm rồi. Ghê. Đứng ở đây mày chụp con tấm hình. Wow. Chuẩn bị ở đây là một cái hồ nước đang sôi đó mọi người. Hồ nước đang sôi. Mà có lẽ đây là cái hồ lớn nhất ở trong cái West Ham luôn á. Đây. Đây là cái chỗ nước đang sôi nè. Còn cái Yellowstone Slack nằm ở sau lưng bằng này. Đó, hai bên. Cái này chắc là lớn nhất trong đây em. Nãy giờ mình không thấy cái nào lớn hơn cái này. Còn có cái kia nữa, cái dưới. Cái kia nhỏ hơn. Cái này vẫn lớn hơn nè. Yeah. Đó, ở đây có khói giống như cái nãy mình coi trên kia đó. Along the main boardwalk to go back to the parking lot. Between the two, there on this side, there are mimics. Hey, I'm not done yet. The microbes are going so thick you can even see them. Đây, quay cho mọi người coi nè. Ngoài mọi người coi. Nước màu xanh nha mọi người. Nước màu xanh ngọc bích nè. Ăn trứng luộc không? Không. Nó chỉ cái nước thôi. Chứ không phải trứng luộc đúng không? Dạ. Hai ba nó chỉ mùi thôi đúng không ba? Đúng rồi con. Nó chỉ cái mùi thôi. Bây giờ là bạn sẽ đi vô để coi cái thác nước ở Yellowstone mọi người. Đây nè, cái bản đồ nó nè. Từ từ con. Đây. Giờ mình đang ở đâu ta? Đây, mình đang ở đây. Wow. Xài cái gì hả? Ok. Nắm tay bạn, nắm tay bạn. Ân. Sorry. Đây bạn. Không là mọi người. Đây là cái chỗ mà mình đứng mọi người. Ở đây. Thác nước nằm đây nè. Bây giờ mình sẽ đứng đây nhìn qua thôi. Chứ mà đi bộ vô đó là đi không nổi đâu. Ok, đi nè. Đang nắm tay bà, đi được không? Go. Phải đi vô trong nhìn ra mới thấy được cái thác. Nhưng mà mình đứng đây mình nhìn cái khe nhìn thôi nè. Cái khe nhìn thôi à. Đẹp quá ha. Nó thác chảy đó nghe đúng không? Nè, yeah, yeah. Qua đây nè. Qua đây mới thấy được. Ủa, thác cao gì? Thác quá cao mọi người ơi. Đây. Sau lưng cái bằng này mọi người. No, stop. Qua đây em. Qua đây em. Sau lưng cái bằng này mọi người. Thế là ở chỗ này thì mọi người có hai vị trí để coi được nha. Một là vô đứng này. Hai là đây xuống đây, xuống dưới. Yeah, nhưng mà bằng hai ở đây coi cũng ok, cũng hợp lý rồi. Không cần phải đi vô sâu hơn nữa. Đây coi cũng rất hợp lý rồi mọi người. Quá đẹp mọi người. Quá đẹp. Yeah, quá đẹp luôn. Mình không được ngon đâu ta. Đúng rồi, khi nào mình thấy gấu là mình phải làm ồn lên cho nó bỏ nó chạy nha, hoặc là nằm xuống, nhớ không? Đó, nếu mà mình có cái bình xịt gấu thì mình phải xịt nó. Nhà mình không đó chúng ta. Đúng rồi. Bây giờ là bằng sẽ đi vô cái trail này nè mọi người. Để coi cái hồ này. Nè, một cây số 3 mọi người, đi hướng này nè. Yeah, bây giờ là bằng sẽ đi. Đó. Trong này họ cảnh báo là có gấu mọi người. Nên bây giờ mình bắt đầu mình đi, cẩn thận. Đeo đeo cho. Đi thôi. Let's go. Yeah.
Bây giờ là gia đình của bằng đang đi bộ lên trên cái đỉnh núi để nhìn xuống cái hồ bảy màu mọi người. Và từ đây lên đó là một cây số 3. Đường hơi đường bằng phẳng nhưng mà nó có cát nhiều quá nên là đi hơi mệt đấy mọi người. Đi ăn. No. Không. Ở trên đường lên thì mình cũng thấy mấy cái hồ nước đang sôi bốc khói đó mọi người. Hồ này nhỏ thôi nha. Đã cái đường nó khó đi rồi, cát không mà còn lên dốc nữa. Dốc thôi không nói đi, nó còn có đá nữa. Ai nói? Dạ hả? Dạ. Quá mệt. Mũi chích. Mũi bự ghê. Mũi quá bự. Mũi bự nó sợ luôn. Dạ. Yeah. You were told not to get out of our sight. I'll follow the leader. You're almost there. Almost there. Oh, yeah. Sắp tới. Rất mệt nha mọi người, rất mệt, phải nói là rất mệt. Hy vọng là lên sẽ nhìn cái view rất đẹp. Yeah, hy vọng là trên đó sẽ rất đẹp. Chứ mệt quá. Finally. Okay. Con, mũ bên này cho cô, cho hai anh chị. Cô lên. Tới rồi. Tới rồi mọi người ơi. Tới rồi. Đó đây. Cây xuống ha. Đó đây. Chuẩn bị nha, mọi ba lên đứng coi nha. Mọi ba lên nha. Lên. 1, 2, 3, lên. Wow. Qua đây thử coi. Nó đây. Đi muốn chết. Đi thở luôn. Tao không muốn nổi luôn. Hả? Đẹp không con? Đâu? Dạ đúng rồi. Người ta chỉ cái hồ dưới đó, sáng mình đi ra. Thôi bây giờ mình đứng từ trên nhìn xuống nè. Quá đã ha. Ok, cho chạy vô coi với. Cho chạy vô coi kẻ luôn. À, con thấy không? Quá đẹp ha. Em vừa nói nó chống mình chụp tấm.